Vâng, xin chào anh em, tôi là Toàn, Toàn 360. Hôm nay Toàn vừa chế tác xong chiếc lanh heo bọc bạc do anh Dương ở Vũng Tàu đặt hàng. Đây là lanh khi đeo lên trên cổ nhé. Vì giọng hôm nay vẫn hơi ốm nên là giọng chưa được xong cho lắm. Mong anh em hết sức thông cảm. Đây là khi đeo lên trên cổ này, lanh rất là cong và đẹp luôn nhé. Sau đây thì Toàn sẽ chuyển sang camera sau để cho anh em cùng xem chi tiết mẫu sản phẩm lanh heo bọc bạc dọc cuộn này, quần rồng ôm lanh này. Vâng, đây là nhân vật chính của chúng ta nhé, chiếc lanh heo rừng rất là già nhé, vân sần nổi lên này, đầy đủ vân nhé, sần nổi lên. Bọc bạc ta S950 do trực tiếp bên Toàn chế tác ra, mắt rồng thì được đính đá đỏ lửa này. Hạt chanh lửa đính đá, móc của trên cũng rất là to. Hạt chanh thì ở đây sẽ có cái dấu T360 nhé. Có cái dấu T360 ở góc này. Đây, con rồng ôm trọn lấy chiếc lanh này. Mẫu cực ngầu luôn nhé. Chiếc lanh này thì dài khoảng 10 cm. Nếu anh em quan tâm yêu thích mẫu sản phẩm này thì nhớ thì liên hệ Toàn qua số Zalo 0962 884 336. Anh em muốn đặt thì sẽ chọn lanh, Toàn sẽ gửi mẫu lanh chưa bọc để cho anh em chọn và sau đó sẽ chế tác lên. Vâng, nếu thấy sản phẩm đẹp thì nhớ đăng ký follow để Toàn có thêm động lực chế tác thêm nhiều sản phẩm mới. Vâng, xin chào và hẹn lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.